Vậy thì bây giờ là chúng ta có một cái nước đi mà bình thường người bình thường không làm, đấy chính là chúng ta sẽ gập ngược lại con này cho nó về tờ giấy. Và trong cái quá trình đấy, trong cái quá trình đấy thì chúng ta sẽ viền lại những cái bước đi chúng ta đã làm, những bước chúng ta đã làm. Thì chốc nữa chúng ta sẽ nói tiếp. Đây ví dụ như là ở đây thì chúng ta vừa gập cái đầu cuối cùng, thì chúng ta sẽ mở lại cái đầu ra như bình thường. Và chúng ta sẽ lấy bút chì chúng ta trace lại, chúng ta viền lại những cái nếp gấp mà chúng ta vừa gấp. Chỉ những cái nếp chúng ta vừa gấp thôi. Đó. Và chúng ta sẽ lại dỡ cái này ra. Thì chúng ta có những gấp ở đây, ở trong. Đúng không? Đó. Cái nếp bước này khó này. Tí nữa là phải lấy đủ đã. Đây, cái chỗ này vừa mới gấp lên đúng không? Ở đây nữa. Tương tự với bên này nhá. Đó. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến quay trở lại tờ giấy ban đầu. Từ từ từng bước một, từng bước một mình quay lại. Thì mình cứ thấy bước nào mình gặp ở đâu là mình viền ở đấy, viền lại những cái chỗ mà mình đã gặp về đến tờ giấy ban đầu. Rồi bây giờ cái này thì mình xin phép để mọi người tự khám phá. Mấy ông anh huy động đi. Không, nhưng mà có những nét tao phải giảng là mày không giảng được à? Gì? Không giảng được. Có nét em không? Ừ. Nhưng mà có những nét mà áo không? Trung tâm rồi mà. Đây. Viền xong chưa? Gì? Ờ được rồi, viền nốt đi. Em quay lại thì em bắt đầu thấy viền được những chỗ nào chưa? Mở ra đây rồi đúng không? Bước trước đấy đây rồi đúng không? Ờ thì đoạn này em cũng gặp mà. Nó sẽ của em ấy sẽ hơi khác nhưng mà cũng thú vị mà. Được tí. Xong chưa? Em có hiểu thao tác tiếp theo không? Thì em dỡ cái đầu ra và em xem là đấy, ở đây, như ở đây cái cổ này, à cái đầu này em cũng đã có, mình đảo ngược lại và rồi có cái nếp gấp này thì mình viền nó lại này. Trong này cũng mình cũng gấp, đầu mặt này mình cũng gấp, thế nên mình cũng viền nó lại. Tí nữa mình sẽ xua ra đến. Em có làm được không? Để nhớ nhá. Thì bởi vì là lúc nãy em đã gập sẵn rồi, là em sẽ không cần phải gập đúng như các bước ban đầu nữa. Cái giấy của em nó đã có cái nếp sẵn rồi, thì nó sẽ gập lại về dáng con hạc khá là dễ dàng. Từng bước như thế. Cái đầu của em là đây đúng không? Lúc nãy đây là cái chỗ đầu của em đúng không? Thì bởi vì em đã phải đảo ngược cái đầu này, thì em thấy là có bốn cái phần này là em đã gấp vào. Chuẩn đấy, chuẩn đấy, chuẩn rồi đấy. Rồi của em thì sao? Để anh xem nhá. Lúc đấy okay. Gì? Làm nào? Ok. Sao
Ok. Cái đây nhá, nhìn nhá. Cái hình vuông cuối ở đây là cái đoạn này nó gập vào đúng không? Đúng rồi. Cái nhìn cái cánh này có gập không? Không, đây vẫn là giấy bình thường. Trong quá trình đấy là mình phải gập thôi, nhưng mà ở cái mẫu hoàn thành thì nó sẽ không gập. Thế em tiến này thì em hoàn thành không ạ? À sorry. Đó. Mở ra dần này. Mở cái đầu mặt này nữa. Ok tốt rồi. Sau đấy là mình mở. Ờ nhưng mà em nhìn lại nhá. Đây là cái cánh của nó đúng không? Em có thấy là đoạn này nó phải gập vào không? Đấy. Thì mặc dù là chúng ta vẫn phải gập nó trong mẫu ban đầu, vẫn là phải làm là một bước để có thể đến được cái trạng thái này thôi. Mình chỉ làm thế để đến được cái trạng thái này thôi. Đúng không? Nó không xuất hiện trong mẫu cuối cùng, vậy nên chúng ta sẽ không vẽ nó vào. Ok. Đó, đây là mẫu hoàn thiện, em có thể đối chiếu để xem thử. Nó sẽ là có là cái lại viền ở đây à? Ok. Ấy, sao lại có mấy cái này nhỉ? Bởi vì tạo ok rồi đấy, rồi cho anh ra nào. Ấy. À. Thì có cái viền này. Sao? Cái đuôi, cái viền, những cái viền mà mấy đứa vừa viền ra ấy, là người ta gọi nó là sơ đồ nếp gấp, tiếng Anh là crease pattern. Thì cái đấy có ý nghĩa là gì? Thì bây giờ mấy đứa hay làm sách xem sách origami ấy, thì là người ta sẽ hướng dẫn một mẫu, là người ta sẽ hướng dẫn các mẫu là theo tuần tự nhiều bước, là những cái mẫu cùng lắm là 30 bước thôi. Thế nhưng mà bây giờ là nếu mà mấy đứa muốn học lên cao lên, làm những mẫu nó phức tạp hơn, thì là cái hướng dẫn có thể nó có thể kéo dài quá nhiều bước. Và vì thế là để có thể tương tác với nhau, để có thể truyền tải thông tin một cách ngắn gọn nhất, và có thể để không cần phải nói cụ thể các bước đấy ra, mà những người có kinh nghiệm vẫn có thể nhìn được là gấp một mẫu như thế nào, thì người ta sẽ vẽ theo cái crease pattern đấy, cái sơ đồ nếp gấp đấy. Làm nếp gấp nào là nếp gấp lồi, nếp gấp lõm, để có thể là những người đã biết đọc crease pattern có thể là tự luận ra được các bước. Đó. Vậy thì bây giờ là cái crease, những cái đường mà các em tô đấy, nó cũng sẽ chia cái tờ giấy ra thành các vùng. Vậy thì bây giờ câu hỏi của chúng ta là các em sẽ cần ít nhất bao nhiêu màu để tô các cái vùng đấy, sao cho là cứ hai vùng nào mà liền kề với nhau, có chung một cái đường vẽ của các em, thì cái vùng đấy là hai vùng đấy sẽ khác màu. Có đứa nào đoán được câu trả lời không? Có đứa nào có ý kiến khác không? Ngoài hai. Ít nhất bao nhiêu màu? Cái nếp gấp này nhá, thì nó sẽ chia thành các vùng đúng không? Thì câu hỏi là cần ít nhất bao nhiêu màu để tô mỗi cái vùng này, sao cho là cứ hai vùng có liền kề với nhau như thế này. Hai vùng này thì chỉ chung một đỉnh thôi, vậy nên là không tính là liền kề nhá. Hai cái vùng cứ liền kề với nhau ấy, thì là màu của nó sẽ khác nhau. Cần ít nhất bao nhiêu màu? Ok, mời em đi. Ok, còn đứa nào có ý kiến khác không? Hai màu là một con số rất tự tin. Rồi xin mời em Lê Vũ Đức Chí rất lớn. Ba màu ạ. Ba màu luôn. Đứa nào tin anh Đức Chí không? Không. Nào. Một màu. Một màu nó cùng màu nhau hết thì hai cái cạnh nhau chắc chắn là... Ừ, một màu là mấy màu? Mấy đứa nghĩ là mấy màu? 5 màu luôn. Rồi, 3 màu nhá. Rồi, để thi xem Đức Chí với cả em thì được, ai đúng nhá. Rồi, bây giờ mấy đứa bắt đầu thử tô đi. Thử, tất nhiên là bắt đầu phải. À đúng rồi. Ừ, bây giờ mấy đứa có thể bắt đầu viết số màu vào. À, viết số vào các cái vùng, đánh dấu xem. Bây giờ nếu mà bắt đầu nhá, mấy đứa muốn thử nhá, thì phải thử sẽ là một màu, tất nhiên không được rồi. Vậy đây là mấy đứa thử hai màu xem có được không. Rồi nếu mà không hai màu mà không thấy được thì mới chuyển sang ba màu. Rồi bây giờ mấy đứa bắt đầu thử đi. Nó chạm vào hai đúng không?
nó chạm vào hai đây đúng không? Miếng miếng này chạm vào miếng hai thì nó phải là gì? Ừ đúng rồi. Ờ tiếp. Thì nó chỉ cần hai màu. Tiếp đi, tiếp đi. Làm hết nhá. Đúng là 4. Vậy thì bây giờ em có bút chì đúng không? Thì em lấy bút chì. Em tô, em chọn toàn bộ ô 1 hoặc toàn bộ ô 2 em tô lại bằng chì. Ô còn lại em để trống được không? Thế thế là hai màu đúng không? Ừ, không sao. Cứ tô vào cho nó nổi bật. Chứ nó không nhất thiết phải là 3, chưa phải là 3 vội. Đúng không? Mình để là 1. Và đây là 2. Ờ. Cái này chạm vào 2 thì sẽ phải là, cái này chạm vào 1 là 2. Cái này chạm vào 2 là chạm vào ok 2. Cái này chạm vào 2 thì nó sẽ là sửa lại các số như thế này. Chạm vào 1 là không. Nếu mà chúng ta thấy là một cái 1 mà nó có chạm vào cái 1. Ở 2 chứ. Ok. Tự lúc đấy em gấp như thế nào? Chỗ này đi mình sẽ sao nhé. Nhớ không? Em phải nhớ cái này vì con học rồi, đây. Rồi có cái gập gọi là, đây là dáng gọi là hình cơ bản. Nhớ không? Rất quan trọng, nó sẽ ra nhiều cái mới đấy. Rồi gập cánh hoa lên. Ok. Thì có một cái lời giải thích khá là đơn giản là cái này. Bởi vì mấy đứa để ý ấy, là mỗi cái nếp gấp của mấy đứa là nó sẽ gấp hai cái hai miếng giấy hai bên, nó về hai mặt khác nhau, đúng không? Đấy. Vậy nên là nếu mà chúng ta lại tô hai miếng giấy đấy hai màu ngược nhau thì tức là hai màu ngược nhau nó sẽ nằm về, nó sẽ luôn nằm về hai cái mặt khác nhau. Nên tất nhiên là đấy chỉ là chứng minh một cách mình nhìn thấy, mình cảm nhận thôi. Còn nếu mà muốn chứng minh nghiêm túc ra thì người ta sẽ giới thiệu một cái gọi là người ta sử dụng một môn học gọi là lý thuyết đồ thị. Thì cái bộ môn đấy là người ta sẽ coi những cái điểm giao là các đỉnh và những cái đường nối là các cạnh. Thì chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến những cái là các đỉnh được kết nối với nhau như thế nào, chứ không hẳn là hình dạng của các cạnh nữa. Đấy. Thì cái bộ môn lý thuyết đồ thị đấy là nó, cái chức năng của nó là nó có thể thống nhất rất nhiều cái vấn đề khác nhau. Kiểu như là bây giờ mấy đứa nói về mạng lưới người quen, bạn bè trên Facebook chẳng hạn, hoặc là các cái đường bay, các cái sân bay trên thế giới nó được kết nối với nhau như thế nào. Thì tất cả những cái vấn đề đấy nó có thể được quy về những cái bài toán của lý thuyết đồ thị. Đó, thì bởi vì là cái bộ môn này nó cũng hơi nâng cao. Thực ra là những ý tưởng cơ bản thì mấy đứa có thể hiểu được. Thế nhưng mà để đi sâu vào đấy thì có lẽ là chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. Vậy nên là nếu đứa nào tìm hiểu thì có thể hỏi anh sau.